Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại nơi cập nhật những thông tin bóng đá quốc tế mới nhất, nhanh nhất và nóng nhất dành cho người hâm mộ. Trước khi đến với nội dung chính trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. MU dốc toàn lực chiêu mộ Harry Kane. Chốt chủ mới của MU không phải đại gia Qatar. Ten Hag ra lệnh chiêu mộ ngôi sao tuyển Nhật Bản. Mesut Ozil chính thức trao giày. MU dốc toàn lực chiêu mộ Kane. Man United được cho là sẵn sàng chỉ đậm để mang về ngôi sao Harry Kane, hòng giải quyết triệt để bài toán trung phòng. Theo Football Insider, Man United muốn dốc hầu bao để ký hợp đồng với Harry Kane khi mùa giải này kết thúc. Erik ten Hag xem đội trưởng tuyển Anh là điển hình trong một số 9 hoàn hảo, do đó câu lạc bộ sẵn sàng chi một khoản tiền khổng lồ cho thương vụ này. Truyền thông Anh đưa tin, Tottenham đòi mức phí 100 triệu bảng mới để tiền đạo Harry Kane rời đi. Không những vậy, tờ Times còn cho biết gà trống không chấp nhận phương án trả góp theo từng năm. Ở mùa hè 2021, Tottenham từng từ chối bán Harry Kane cho Man City với mức phí 75 triệu bảng, có thể tăng lên 100 triệu bảng bao gồm chi phí phát sinh. Thời điểm đó, đội trưởng tuyển Anh còn 3 năm hợp đồng với Spurs. Football Insider cũng cho biết Quỷ Đỏ chỉ xem xét những lựa chọn khác nếu Tottenham kiên quyết giữ người. Tháng trước, báo cáo của trang này tiết lộ, ngoài Harry Kane, ban lãnh đạo MU còn để mắt đến Victor Osimhen của Napoli và tài năng trẻ Benjamin Sesko đến từ Red Bull Salzburg. Hiện tại, Harry Kane đã bỏ túi 21 bàn thắng sau 28 trận tại Premier League mùa này, đứng thứ nhì trong cuộc đua vua phá lưới của mùa giải sau Erling Haaland 28 bàn. Dù Tottenham thi đấu không ổn định, nhưng anh vẫn duy trì phong độ ấn tượng. Đội trưởng tuyển Anh là chân sút vĩ đại nhất lịch sử Tottenham với 270 pha lập công. Mặt khác, theo các chuyên gia, nếu được tiếp quản bởi giới chủ Qatar, MU sẽ không thiếu tiền để vung vào thị trường chuyển nhượng. Nhưng ở thương vụ của Harry Kane, họ cần nhanh tay khi Real Madrid cũng sẵn sàng vào cuộc. Theo tiết lộ của Daily Mail hôm 18 tháng 3, lợi thế của Los Blancos đến từ việc Tottenham chỉ muốn bán Kane cho một đội bóng ngoài Premier League. Chốt chủ mới của MU không phải đại gia Qatar. Nhà tài phiệt đến từ Tây Á Sir Jassim bin Hamad Anthony và người giàu nhất nước Anh Sir Jim Ratcliffe chuẩn bị tung những đòn quyết định trong ngày cuối cùng các nhà thầu được đưa giá thầu lần hai trong thương vụ hỏi mua MU. Sir Jassim bin Hamad Anthony, chủ tịch ngân hàng Hồi giáo Qatar và Sir Jim Ratcliffe, tỷ phú giàu nhất nước Anh, chuẩn bị gửi những lời đề nghị tiếp theo trong thương vụ đấu thầu MU trước thời hạn chót lúc 21 giờ tối ngày 22 tháng 3 theo giờ địa phương, tức là 4 giờ sáng ngày 23 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Tờ Mirror Football cho rằng Sir Jassim sẵn sàng đưa ra mức giá kỷ lục 5,5 tỷ bảng để thuyết phục nhà Glazer nhượng lại quyền sở hữu toàn bộ cổ phần của Quỷ Đỏ nhằm đánh bại đối thủ cạnh tranh chính là Ratcliffe. Thứ sáu tuần trước 17 tháng 3, Ratcliffe cùng với một số vận động viên trụ cột của đội đua xe đạp Ineos do ông làm chủ đã đáp máy bay đến Manchester để đàm phán với các quan chức MU, bao gồm cả giám đốc điều hành Richard Arnold. Ratcliffe và các cộng sự đã gây ấn tượng mạnh với đại diện ban lãnh đạo của đội chủ sân Old Trafford nhờ kiến thức chuyên môn thể thao của họ. Theo tờ Mirror, điều này có thể mang lại thiện cảm cho Ratcliffe hơn so với Sir Jassim, người chỉ cử phái đoàn trợ lý sang Anh gặp giới chủ MU ngày 25 tháng 3 khi đàm phán với nhà Glazer. BBC Sport cho hay, về phần mình, gia đình tỷ phú Mỹ Glazer tự tin sẽ nhận được nhiều giá thầu trước thời hạn chót để chốt giá lần thứ hai diễn ra lúc 3 giờ rạng sáng ngày 23 tháng 3. Trong khi đó, theo tờ Mirror, Sir Jim Ratcliffe có thể hợp tác với một trong những bên khác để có đủ tiềm lực tài chính cạnh tranh với Sir Jim trong cuộc đua sở hữu MU. Quỹ phòng hộ Hoa Kỳ Elliott Management được cho là sẵn sàng tài trợ cho bất kỳ vụ tiếp quản nào ở nhà hát của những giấc mơ. Trong khi đó, hãng tin Bloomberg tuyên bố hơn một tháng trước rằng Ratcliffe đã bắt tay với các ngân hàng, bao gồm cả Goldman Sachs, để tài trợ cho việc theo đuổi quyền sở hữu MU, đội bóng ưa thích từ thuở nhỏ của ông. Các ngân hàng sẵn sàng hỗ trợ đề nghị tiếp quản Quỷ Đỏ thông qua trái phiếu và các khoản vay để trang trải khoản nợ hiện tại của câu lạc bộ này hiện chỉ ở dưới mức 515 triệu bảng. Nhưng tỷ phú 70 tuổi Ratcliffe cũng nói rõ với nhà Glazer rằng ông sẽ không trả những khoản tiền ngu ngốc ấy để mua lại đội bóng mà mình đã ủng hộ từ thời thơ ấu. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ Wall Street Journal, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn hóa chất Ineos cho biết: "Làm thế nào để bạn quyết định giá của một bức tranh? Làm thế nào để bạn định giá của một ngôi nhà? Nó không liên quan đến chi phí xây dựng hoặc giá sơn tường là bao nhiêu. Điều bạn không muốn làm là trả những cái giá ngu ngốc cho mọi thứ để rồi sau đó bạn sẽ hối hận." Ratcliffe tuyên bố. Ở mức giá thầu đầu tiên, tỷ phú người Anh chỉ trả 4,5 tỷ bảng, nhưng con số đó đã nhanh chóng bị nhà Glazer từ chối. Hiện chưa rõ Sir Jim Ratcliffe sẽ đưa ra mức giá thầu lần hai tăng lên mức nào để đối chọi lại con số 5,5 tỷ bảng từ đối thủ Sir Jassim. Ten Hag ra lệnh chiêu mộ ngôi sao tuyển Nhật Bản. Ngôi sao người Nhật Bản Kaoru Mitoma đang nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng lớn, trong đó có Man United. Ngôi sao người Nhật Bản Kaoru Mitoma thi đấu vô cùng ấn tượng trong mùa giải này. Trong 14 trận gần nhất, Mitoma đóng góp 11 bàn thắng cho Brighton, ghi 8 bàn, kiến tạo 3 bàn và lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn của châu Âu, trong đó có Man United. Tờ Daily Mail cho hay, Quỷ Đỏ đã cử tuyển trạch viên để theo sát Mitoma trong suốt thời gian qua và cân nhắc chiêu mộ tuyển thủ người Nhật Bản trong thời gian tới.
Ngoài đội bóng của huấn luyện viên Ten Hag, một loạt các câu lạc bộ khác ở Premier League như Liverpool, Newcastle, Tottenham cũng đang dành sự quan tâm rất lớn với Mitoma. Man United còn có cơ hội xem dò trực tiếp Mitoma khi đụng độ với Brighton ở bán kết FA Cup vào tháng sau. Giám đốc điều hành của Brighton, Paul Barber, chia sẻ, Mitoma và một vài cầu thủ khác của chúng tôi đang nhận được sự quan tâm. Tuy nhiên, Brighton không tồn tại nhờ việc bán cầu thủ. Chứng kiến phong độ ấn tượng của cầu thủ sinh năm 1997, Brighton đang chuẩn bị trao cho Mitoma một bản hợp đồng mới cùng mức lương cao nhất sân Amex. Mitoma sinh năm 1997, anh được biết đến với lối chơi tốc độ và kỹ thuật. Cầu thủ này được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ khả năng chuyền bóng, dây dắt và dứt điểm. Cầu thủ 26 tuổi mới chuyển đến Brighton từ Kawasaki Frontale với mức giá 2,7 triệu bảng vào năm 2021. Giờ đây Mitoma được chuyên trang Transfermarkt định giá 20 triệu bảng. Tuy nhiên theo dự đoán, Man United có thể phải chi từ 35 đến 40 triệu bảng để sở hữu ngôi sao sinh năm 1997. Mesut Ozil chính thức treo giày. Tiền vệ tấn công người Đức Mesut Ozil đã chính thức treo giày giải nghệ ở tuổi 35. Cách đây ít phút, Mesut Ozil đã tuyên bố giải nghệ ở tuổi 35 sau 17 năm thi đấu chuyên nghiệp. Trên trang cá nhân, Mesut Ozil viết tâm thư thông báo quyết định của anh. Cựu tiền vệ Arsenal viết: "Xin chào mọi người, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định giã từ bóng đá chuyên nghiệp ngay từ bây giờ. Tôi đã có đặc ân trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp gần 17 năm nay và tôi vô cùng biết ơn vì cơ hội này. Nhưng trong những tuần và tháng gần đây, tôi đã gặp phải một số chấn thương và ngày càng rõ ràng rằng đã đến lúc phải rời khỏi sân khấu lớn của bóng đá. Đó là một hành trình tuyệt vời chứa đầy những khoảnh khắc và cảm xúc khó quên. Tôi muốn cảm ơn các câu lạc bộ của tôi: Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal FC, Fenerbahce, Başakşehir và các huấn luyện viên đã hỗ trợ tôi cũng như các đồng đội đã sát cánh và trở thành bạn bè với tôi. Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến các thành viên trong gia đình và những người bạn thân nhất của tôi. Họ đã là một phần trong cuộc hành trình của tôi từ ngày đầu tiên và đã dành cho tôi rất nhiều tình yêu và sự ủng hộ, cùng tôi vượt qua những giai đoạn sóng gió nhất. Cảm ơn tất cả những người hâm mộ của tôi đã dành cho tôi rất nhiều tình yêu, bất kể hoàn cảnh nào và bất kể tôi đang đại diện cho câu lạc bộ nào. Bây giờ tôi hướng đến cuộc sống mới với người vợ xinh đẹp của tôi, Amine, và hai cô con gái xinh đẹp của tôi, Eda và Ela. Tất nhiên các bạn sẽ chắc chắn nhận được tin tức từ tôi trên mạng xã hội. Hẹn gặp lại mọi người." Ozil sinh ngày 15 tháng 10 năm 1988 tại thành phố Gelsenkirchen, Đức, nhưng có bố mẹ là người Thổ Nhĩ Kỳ. Anh trưởng thành ở lò đào tạo của Schalke 04 trước khi chuyển đến Werder Bremen vào năm 20 tuổi. Tại đây, tiền vệ này tỏa sáng rực rỡ và được Real Madrid chiêu mộ vào năm 2010. Trong 3 mùa giải tại Bernabeu, Ozil giành chức vô địch La Liga, Copa del Rey và siêu cúp Tây Ban Nha. Sau đó, Ozil tiếp tục phiêu lưu tại Arsenal, gắn bó với pháo thủ 8 năm giành 4 FA Cup. Đến năm 2021, tiền vệ này lần lượt dạt sang Fenerbahce và Başakşehir sau khi xuống phong độ. Ở giai đoạn đỉnh cao, Ozil được đánh giá là một trong những số 10 hay nhất thế giới. Anh cũng có tổng cộng 92 trận đấu cho tuyển Đức, ghi 23 bàn và kiến tạo 40 bàn. Đỉnh cao của Ozil là chức vô địch World Cup 2014, đây cũng là danh hiệu quốc tế duy nhất của tiền vệ này.